Xin chào mọi người nhé, chúc mọi người một ngày mới thật nhiều sức khỏe và thật nhiều niềm vui. Hiện tại thì Xuân Thiệu đang có mặt chỗ công trình nhà em Dìa, cô bác ạ. Đó, đợt trước Xuân Thiệu vào thì em Dìa cũng bảo là đội thợ. Sang tuần này thì sẽ vào làm nhưng mà cũng chưa thấy ý kiến gì của bác ạ. Cũng rất là sốt ruột rồi, thấy tiết ở trên vùng cao thì nó cũng đang tạnh tạnh như vậy thì cũng rất là thuận lợi cho cái việc để mà tiếp tục triển khai công trình. Không biết là lý do tại sao mà đến bây giờ còn im một chỗ như thế này đó, cũng không hiểu là vấn đề gì nữa. Em gì à? Vâng, chào ạ. Ông bà đi. Em gì à? Xin chào tất cả ông bà cô bác và mọi người ạ. Thì cái công trình này anh thấy là cứ kiểu này khéo khéo là không biết là đến bao giờ mới xong á. Thế thì trước thì thợ thì bảo thế nào mà bây giờ hôm nay thì cũng bảo hết tuần, hôm nay cũng hết tuần rồi cũng chưa thấy là thế nào. Thợ thì tổ chức cũng bảo là đến tuần này thì vào làm, nhưng mà bây giờ cũng gọi là hết tuần rồi cũng chưa thấy vào làm ấy. Thì cũng được một tuần rồi nên là cũng chưa biết là các bác thợ ở bên đấy thì công việc nó như thế nào, nhưng cũng chưa thấy xa nữa, cũng cảm thấy rất là sốt ruột luôn. Thế thì hỏi thợ xem là lý do tại sao mới được chứ. Em cũng từ lúc đấy đến giờ thì em cũng chưa điện lại ấy. Do là lần trước em cũng bảo thì bảo là bên đấy đã có cái việc không may nó đã bị như thế đối với bên thợ, nhưng mà em cũng họ hẹn bảo là tuần này vào nhưng mà cũng chưa thấy vào. Chưa thấy vào à? Vâng. Thế thì có số điện thoại của ông thợ cả chứ không? Em có anh ạ. Thế thì thử điện điện để hỏi xem là cái tình hình như nào. Vâng. Có làm thì làm mà không làm thì để con biết, chứ bây giờ cứ kiểu này thì biết bao giờ mới xong cái nhà này. Vâng, cũng khá là lâu lâu rồi. Bắt thợ này thì ít khi mình gọi được anh ạ. Ít khi gọi được à? Vâng, bởi vì ở trong nó bảo là ở trong cái xóm là không có vòng sóng luôn. Không có sóng á? Vâng. Thế thì mỗi lần cần việc thì làm nào? Gọi lúc nào được thì mới gọi được, còn lúc nào mà không gọi được thì cũng bó tay luôn á. Vâng. Bởi vì bắt thợ này cũng ở rất là xa luôn. Xa thì xa, nhưng bây giờ công trình làm cái kiểu này đúng là không biết là bây giờ người ta làm chỉ gói gọn trong một cái thời gian nào đấy, bây giờ làm thì đấy cũng phải có trách nhiệm một tí, chứ cứ làm cứ bỏ dở thế này không liên lạc được à? Vâng, không liên lạc được luôn. Cho ông thợ phụ kia, thợ phụ kia để mà để xem là cụ thể nó như thế nào chứ. Cứ làm cứ kéo dài thời gian quá thì sắp sửa. Đấy, cả hai xó cũng không gọi được luôn anh ạ. Cả hai xó không gọi được luôn. Cả hai xó không gọi được à? Vâng. Thật sự thì như thế này thì rất là khó, bởi vì là rất là ít khi để gọi được ấy. Nên là cũng hôm nay trời cũng nắng nắng rồi, là rất là buồn khi là các bác thợ cũng chưa thấy sang bên này. Tức là họ hẹn là hôm nay vào gì? Vâng, họ hẹn là hôm nay vào anh ạ. Nhưng mà cũng đúng ngày hẹn thì thuê bao hết đấy. Thế này đúng là cũng không hiểu như thế nào nữa. Vâng, không hiểu là do có cái công việc như thế nào hay là lại có cái gì đó mà lại không xa được ấy. Vâng, điện thoại cũng không gọi được nữa. Bây giờ làm thì nó dở dang cái này. Bây giờ như thế này nó rất là khó các bác ạ. Bây giờ thì đội này nó đang làm thế này rồi, bắt đầu bây giờ nếu mà họ có không làm nữa thì hoặc là mình gọi thợ khác vào làm thì nó lại rất là khó, tại vì là cái công việc nó đang dở dang cái này. Đấy. Cứ như thế này thì biết bao giờ mới được cái ngôi nhà này. Vâng. Cái này cũng gọi là từ năm ngoái đến giờ rồi. Bây giờ hết tháng gọi là hết tháng riêng rồi, sang một cái đầu năm mới rồi. Vâng. Đấy, cứ hẹn hết ngày nọ sang ngày kia. Đấy, cũng không hiểu là cái công trình này đấy, đã đổi gọi là toán thợ này là đến toán thợ thứ hai rồi. Đấy, trước thì có một toán thì làm bể nước này, mới làm cái kè móng kia thì cũng thấy không thấy ổn thì mới bảo em Dìa bảo là đi tìm đội thợ khác mà làm. Đấy, không hiểu là ai giới thiệu cho cái đội này xong rồi làm kiểu gì thì như thế nào. Nhưng mà đội thợ này thì làm cũng ấy, ngày xưa thì cũng làm cái bể nước thì cũng làm nhanh lắm, nhưng mà không biết là cái đợt này thì không biết họ làm thì bận rộn hay như nào đó thì mới cứ kéo dài như vậy thôi. Vâng. Trước vào công trình bắt đầu làm thì nếu mà tập trung làm thì nó cũng nhanh thôi. Vâng. Nhưng mà bây giờ ấy, do là bà con ở trên này thì nó cũng vào cái vụ trồng ngô của bác ạ, vụ nương, nên là có thể là họ bận làm nương, làm
Ngô xong thì họ mới đến đây làm được, vì là một khi đã vào đây làm thì là phải làm liên tục luôn đó, để nó cho nó xong mới hoàn thiện nhanh được. Còn bây giờ nó đang vào cái thời vụ thì cũng tất cả đều ưu tiên cho cây vụ ngô hết. Nếu mà vụ ngô mà không trồng được nhanh thì nó sẽ hết vụ, thì nó cũng không được tốt nữa đó. Bây giờ thì nói chung là họ hẹn hôm nay không sang, nhưng mà không thấy sang thì cũng không hiểu là kiểu gì. Bây giờ họ gọi thì không gọi được. Vâng, bây giờ kể là trước chưa chưa mình chưa hẹn thì cũng ngộ được, nhưng mà không biết là mấy hôm nay mình hẹn bảo là hôm nay sang đây thì không thấy sang, bây giờ mới muộn rồi nên là điền lại thì cũng không gọi được nữa. Vâng. Đây này, cả cái dầm dưới các kiểu đây này, đây là cũng cứng hết rồi các bác. Cái này có hay túi bảo dưỡng không? Em cũng có mày có gọi là tưới nước để hôm nào trời nắng nắng ấy, em cũng tưới đấy. Vâng. Tưới vào cho nó có đủ đảm bảo. Vâng. Cái này hôm qua mưa phùn đấy này, Và hôm qua vẫn là ẩm mưa, này các bác. mưa phùn. Cả một cái sàn bê tông này. Đấy, dưới này là trồng ngô hết chưa? Đây Ở này. dưới này cũng trồng chưa hết anh ạ. Trồng chưa hết á? Vâng. Ồ, ở dưới này hôm nay đứng ở trên này nhìn thấy cái khu bên kia là nắng nắng rồi. Đây là có tia nắng Vâng. thôi. Thôi bây giờ thì nói chung là công việc thì thợ người ta không sang thì cũng không liên lạc được, bây giờ cũng không biết là làm thế nào nữa. Nói chung là mình thấy thế này thì nó sốt ruột thôi. Đấy, Vâng. cái công trình nó cứ đình trệ như vậy thì cũng không biết là bao giờ xong được cái công trình này. Hôm nay thì anh em vào đây thì cũng có một cái món quà của cô chú Hồng Tuyến cho gia đình em chở đó, để mà tí nữa sẽ mang cái món quà sang trao cho em chở thôi, không biết là em chở có nhà hay không nữa. Anh chờ hình như là vẫn thấy vợ ở nhà anh ạ. Thế vợ Vâng. cô chú Hồng Tuyến này thì trước cô gửi cho Xuân Thiệu tổng là 4 triệu đồng, cho rất nhiều những cái hoàn cảnh ở trên vùng cao này, dùng để mua gạo đấy, cứu đói vào cái mùa giáp hạt này cô bác ạ, nghĩa là mùa đói ăn. Tháng 3 ngày 8 thì cũng có một cái suất quà trị giá là 400.000 cho em chở nó. Thì bây giờ thì cũng để sang bên đó trao lại cho gia đình cái món quà của cô chú Hồng Tuyến, cũng xin được cảm ơn cô chú rất là nhiều. Nhà chở này thì đợt trước cũng bảo làm cái nhà bếp, không biết là làm được đến đâu chưa không biết. Cũng chưa thấy làm, nhưng mà thấy làm cái bếp đun cá lợn ở ngoài đó. À, làm Vâng. bếp đun cá lợn à? Vâng. Tại vì là nhà em chở này trước thì cũng còn dư là hơn 4 triệu đồng, thì Xuân Thiệu cũng bàn giao lại cho gia đình rồi, để cho gia đình tự chủ động có bác ạ, gọi là làm lúc nào thì làm đó. Thì bây giờ anh em cũng ít vào đây rồi, nói chung là cũng ít vào nhà em chở rồi, bây giờ là nói chung là nhà cửa các thứ nó cũng đã xong xuôi đâu vào đấy rồi, thì cũng để dành những cái thời gian đi chia sẻ hoàn cảnh khác thôi. Gia đình em chở này thì trước thì cũng được các ông bà cô bác hỗ trợ cho một cái ngôi nhà được kiên cố rồi đó. Đến ngày hôm nay thì cũng có một cái sự thay đổi khá là lớn rồi. Hôm nay thì cũng có cái món quà của cô chú Hồng Tuyến này, Xuân Thiệu cũng mới mang vào đây để trao cho gia đình. Này, cái đường này trơn lắm, xe máy không qua được nên là phải đi bộ từ đấy vào thôi. Mấy ngày vừa rồi thì thời tiết nó cũng kiểu như dạng mưa phùn, sương mù. Mưa to thì nó cũng không hẳn mưa to, nó có mưa mưa thế này thì nói chung là đất cát các thứ nó ẩm thế này chắc là cũng tra hạt ngô được rồi đấy nhỉ. Vâng, bây giờ thì gieo hàng ngô rồi, anh ạ. Bà con là thấy gieo gần xong rồi đấy. Gieo gần xong rồi á? Vâng. À, Sương mù rất là dày ở trên đồi núi. con đường này là con đường vào bản đoàn kết đây. Con được hạnh phúc. Mở cửa tăng hoang đây rồi. À, thấy mở cửa đấy. Đang Ờ. làm chuồng hay sao Ôi. Hình như nhốt nhốt mấy con gà đây sao á. gà Vâng. Ừ. À. dạ, có nhiều gà ghê Hai nhỉ, con gà mái ở đây rồi. hai con gà mái à? Vâng. Thảo cái chỗ này À, hai con gà mái có mấy con? cũng có mấy con. Cái này chắc là mua ở đâu về hay sao à? Vâng. Hay là quả quý bà ngoại cho Đấy. Đấy, làm cái ấy, nhưng mà làm cái này nó phải làm cái thành một cái chuồng mới được chứ, để thế này thì mưa gió thế này gà con nó đi ở phân trắng hết. vâng ối đi đâu Đấy, hết rồi, đâu hết rồi. không 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 thấy nữa rồi. Mới chị tào hả? Hả? À Ai bên đấy? kia. À vợ chờ. Ờ, Ơi xin chào. chào chị Làm nha. cái gì ở đấy à? Ủa chị à, đang ở bên đấy thôi, Hả? đang ở bên đấy thôi. Đang ở bên đấy á? Vâng.
Chờ ở đâu? Từ giờ đi. Hả? Sao rồi chị mẹ? Mà sao chị mẹ ta chỗ tôi mù tôi khó thử nhà mà. Bảo là vừa nãy sáng nay thì đi thả dê nhưng mà không biết là đi đâu đến giờ chưa thấy về. Chưa thấy về? Vâng. Ồ. Ai du làm quả ở trạm bát này anh trai thế? Vậy. Ui ui. Nãy là lúc xanh rồi. Ờ. Ồ, cái này kiên cố thật đấy. Em chờ này cũng khéo tay ra phết, làm từng ngăn một. Vâng. À, nhưng mà cái ngăn này là ngăn đựng các thứ à? Sẽ có cái gì ở đây lắm không? Ừ, bát đũa thì cho vào đây phải để nó gọn gàng rồi chứ để có liềng xiềng hết thế này. Nói chuyện gì? Cái này nó chưa đánh đóng cái bếp thì đẹp rồi nhưng mà để xếp cái đồ đạc nó chưa đóng máy. Cho chân đi chỉ cho cái này là cái gì đấy? Chân đi gạo và cái gì đấy? À cái bột mè mén đấy. Bột ngô á? Vâng. Ờ. Cái bột ngô. Bột ngô á? Cái này có mùi cái chua ấy. Có bột cái ngô, mùi hơi chua chua. Bột ngô đi say về à? Nếu mà rõ rồi. Ừ, đi xe về đấy. Ờ. Vâng. Ừ. Mưa sao mà bê bết. Và sao này mưa ở ngoài bê bết thế? Đâu đi, lô nào rồi? À đây, ôi dù. Gần như cái bóng cây là có như gọi là... Ồ, ở trong này mưa to hay sao mà bê bết thế này? Đâu đi, tốt là nắng lộ. Sáng nay mưa à? Sáng nay mưa anh ạ. Ôi dù, sáng nay mưa ở đây á? Vâng. Trồng thế này đúng không? Ui, cái gì rầm rầm thế nhỉ? Ừ. Chỉ như cái tán cây là nó có cái đâm lại cái xưa anh ạ. Có cái dồn nước. À đây nó khó tỏ nào đi nhé. Ừ. Uống nhé. Ờ. Làm cái này. Gì ở đây? Uống nhé, cho nhé. Ồ, oh, cái này làm cái bếp đun cám à? Nếu mà lúc là kho tổ gì rồi? À, phải bảo là đu làm như thế này để đu cái cám cho con dê đấy. Ồ, à, đu cám con dê vào đây á. Thế nên nhà này dòng ngô các thứ chưa? Nếu mà ta chở bất cứ. Chị ta chở. Chị ta chở hả? À, chưa trồng luôn. Chưa trồng á? Vâng. Ồ. Nếu ta chở cửa. Ra đây xem nào. Ừ, đó đi. Ừ. Ta tính tổ đi mua chị rồi. Nhỏ hơn thế thì sách chỉ chim chỉ tá trống chỉ mua có thế là thì có thế mấy thì mà ô thì mấy ô thế bóp phải lại ô thế bóp không phải đi làm không bảo là đi đổ công rồi là đi làm những cái công việc hàng xóm có cái gì thì gọi thì đi làm ấy. À, vâng, tức là đi kiểu như đi cày nương thuê nhổ cỏ thuê gì. Vâng, mỗi một trò đấy cho cứ bao cứ cho cứ thế là bao giờ không à, phải đi làm để lấy cái giống ngô về trồng ấy. Đi làm lấy giống ngô á? Vâng. Ờ, thế nhà mình không có giống à? Nên chỉ mua nông cử rồi. Chỉ mua à? À, nhà không có giống ngô đâu. À. Vâng. Thế bây giờ ngô ăn còn không? Có cử nó tá chưa? Tá chưa có mấy. À, không bảo là hết rồi đấy. Ôi dồi, hết bây giờ thế thì bây giờ hết thì đi đâu lấy về cho các con ăn bây giờ? Nên đi kho tiền ngao tao này tay là ngao tiền gì rồi? À, cái kia là bỏ lấy ở chỗ nhà bố ngoại về đấy. Về nhà bố ngoại về á? Vâng. Ờ, thế là hết thì không có gì lại sang bố ngoại lấy à? Vâng. May mà bố ngoại còn đấy. Thế thế nên năm ngoái rồng không để giống à mà bây giờ lại phải đi làm đổi giống về. Chắc chắc thì nó chỗ nó chỉ chè nóng nó chẳng à. À. Năm ngoái là mất mùa anh ạ. Năm ngoái mất mùa nên là thu hoạch được về thì gọi là cái bắp ngô bị hở ấy. Bị hở nên là không để lại giống được. Ờ, à, vâng. Thế là mang về ăn hết. Vâng, mang về ăn hết. Làm nào làm thì cái giống thì người ta để thì mình vẫn phải để chứ mang về ăn hết cả giống thế thì bây giờ đi đâu lấy giống mà giống. Bây giờ đi làm người ta để cũng chỉ đủ người ta thôi chứ. Người ta để làm đủ người ta chứ bây giờ mình biết đâu mà kiếm. Khó kiếm giống lắm trừ ra đi ra mua giống khác. Chứ còn nhà nào người ta để người ta chỉ ước lượng cái tầm giống người ta giống thôi. Vâng. Ừ. Kể là cái giống ngô địa phương anh ạ, cái giống ngô địa phương thì người ta không cho không bảo quả ở đâu được ấy. Ừ. Phở chơi gắt nên là người ta cũng đủ để đủ vừa vừa thôi, để đủ người ta trồng thôi. Đúng rồi, thế thế nhà ông bà ngoại không có nhiều giống à? Nên tại đây phố mua hoa nào đi nó cứ. Là mẹ chỉ mua mẹ. Cái một cái một con là đã tới giờ.
À, cũng bảo là nhà bên ngoại thì cũng không có đâu. Họ cũng để vừa vừa cho họ dùng thôi. Còn đấy thì họ ăn ấy. Thì mới bảo là đi làm nưa để đổ người ta một ít giống, nhưng mà không biết là người ta cho bao nhiêu nữa. Vâng. Nên là bây giờ đi đi kiếm để làm nương đổi giống về. Vâng. Trời ơi, thế này thì đúng là. Bây giờ người ta trồng sắp gần xong rồi mà mình mới vừa mới bảo là đi đổ giống thì Bây giờ người ta dòng xong rồi mình mới bảo đi tìm giống để đổi hết thì bao giờ mới mới bằng người ta được. vâng. Đấy, đúng rồi. Nhanh nhanh đi mà la nhanh chúng ta chín nổ. Ờ, xin chào. Anh chờ Alo, kìa. đi làm cái gì mà Ông mới chờ đó. Về sao chờ biết á. cái gì ghê thế? Hả? À, Cái gì làm đâu. thế? Nó chờ chờ. Nào là về chờ. Đó, mình muốn hỏi thì nói. Còn ăn rồi à, đi kẻ đá nưa cho hộ đấy. À, cái đáng nơi thôi gì? Ừ, về ăn bữa trưa. Ôi dồi. À, thế cái đồ là đồ gì lắm thế này? Cho chị. Cuộc chim này. À, rồi. Đồ nghề các Đồ kiểu. nghề. À, Cả búa, búa nữa cơ. xà bê, quất chi, cuốc. À, tức là đi đi cày đá nương Ừ. thôi gì, không phải là đi dòng ngô cái gì. Ông mùa đi đi chị trả tết Chị trả tết này. à? Một chị lại có lên bái họ nó cứ chờ này. À, ấy. Đi kể đã đưa thuê để đổ ít giống ngô về dùng ấy. À, và Vâng. đây xem nào, thế Vâng. thế có được tí nào không, người ta có cho nhiều không? Của tao mới khó. Nó cười. Chị tao á? Chị tao chỉ chỉ cho sẽ là mua đi trả để chỉ xây sẽ của tao mới khó là cho đi chỉ bỏ không mua ăn tao đi À. như thế mà mua khó mẹ còn chỉ cho khả năng cho bố đấy bố tại cô nếu chúng nó cứ cho nó một khá khó khó là khó trả tế giờ năm nó Ừ. cứ cho nè cái Hay này à. khó đi Chỉ là chọn tao mà cho nó là mà mua chọn. nếu chỉ là mà xây khó mẹ cứ À. cho nè chỉ Thế tại nhỉ. bố sư không mua ăn tao nè À, anh chờ bảo là đi làm thuê, đi kẻ đá nưa để họ cho cái giống ngô về dùng. Nhưng mà họ bảo là bây giờ là họ chưa cho đâu. Khi nào họ dùng hết, nếu mà có thừa bao nhiêu thì họ sẽ cho. Ôi dồi, Vâng. thế thì biết người ta có đủ hay không, và bây giờ cứ chờ người ta hết người ta mới cho thì biết lấy đâu mà rồng. Thế ví dụ người ta rồng hết thì làm thế nào? Nếu là chỗ lấy tài cho chẳng là Nên hãy đi nhé, có tao thì muốn là không nè. Bác sư. Anh trời bảo là không biết đấy, nó nói thế mình cảm thấy nó hài lòng, nhưng mà họ bảo là trồng hết để thừa bao nhiêu thì họ cho, nhưng mà không biết là được bao nhiêu ấy. À. Họ lại phải bây giờ đi kè cho người ta rồi là còn phải chờ người ta rồng xong nữa. Người ta cứ bảo là đi làm để người ta cho cái giống ngô, nhưng cứ thế mà trông chờ đến lúc người ta dồng xong lại không còn nhiều á, lại còn một tí tí là không, lúc đấy lại không đủ mình dồng. Thế thì cái nương nhà mình có nhổ cỏ cày hết chưa? Nên cho nên đốt lấy tả mà đó in chỉ muốn nhóm này thế à in đó tái cha thì phải liệt à cha thằng thằng dạy phải nên là cho tao cha dạy thì phải liệt à cũng không có bò cày đâu, là lấy cái cuốc là gọi là cũng đào cào lên là tơ hết rồi. Vâng. Thế xong rồi đi kể cho người ta xong chưa? Mua thịt tại lo cho tao tán là nó xuống. Chị tao ở nó xuống nè, tại vì nó đồ tế là đồ nắng rồi, khỏi khỏi đồ nó xuống trên cho À. mình. Sẽ qua bếp không để cho cô dân đồ ăn qua bếp À, cũng bảo là sáng nay là đi sớm rồi, nên là bây giờ là về ăn trưa xong là tí nữa đi lại đi tiếp. Vâng. Thế này thì ít giống còn phải đi đổi người ta, còn phải chờ người ta làm sóng mới mới được. Thế này thì đúng là. Thế thì xem về đói ăn cái gì thì ăn thôi. Mà chú cho mình phát chi tiết mà nó Thế chi thì tiết. vợ ở nhà nấu cái gì cho chồng chưa? À nhớ chế của tao ấy Hả? chỉ là thằng kia niệm trách chi niệm chế khéo. Đấy. Sáng nay là chồng là đùa dê đi ăn là tiện là đi làm luôn. À, Còn tức là vợ. đổ đuổi đi ăn là tiện đi làm luôn gì? Vâng. Là vợ. À còn 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 mềm mèn mén à? mén. Có món gì không? Món món rau hay cái gì không? Chắc khi chú có ra. Hả? À không À, bảo là còn ít rau nữa rau cải. à, nhưng mà món của bà con thì đơn giản vậy Đấy, còn ít mèn mén. Cái này bây giờ đến ít giống còn không có mà rồng cái này thì lấy cái gì mà ăn? rồi nhân này mà chỉ mua chín nổ đó nên nhỉ à chị nào cho một thì có thể chị lo ăn được không không là rau tôi chị lo à đấy đi sang nhà ông ngoại là cho được cái này À, đấy thế bằng đấy thì ăn được mấy ngày? không thì nó tao không là không có thể là hôm nay nó tốt hơn thì sẽ chào với nó tao ăn sẽ ít chào một hôm đấy cả được mà tại Công hôm qua vừa mới lấy về qua mới lấy về nên á? là hôm nay ngày mai một ngày nữa ngày kia là hết. Thế thì ví dụ 2 3 ngày nữa hết thì lấy đâu ra đi kiếm từ giờ đến lúc vụ ngô bây giờ? Nhỏ thì đi nạc kỳ tạm mà nhớ thì kia chạy cắt nạc kỳ chạy trong một theo thế nào. Kiếm mà sĩ của gió sĩ mạnh trên nó Đấy. Ngày nào cũng phải đi làm như vậy thôi. Ờ Đấy. Đi kẻ mạnh đá nữa trên xong nó là lại đi làm tiếp.
Đúng rồi. Đấy. Bây giờ thì cứ phải đi kiếm mà làm thôi. Bây giờ kiếm bên anh còn không đủ thì bên bao giờ mới được bằng người ta được. Vâng. Thế thì em chở dạo này nhìn có vẻ là hùng hào hơn hay sao? Nhỉ, bây giờ dạo này thế nào, bệnh tật còn đau lưng các kiểu không? Nên nếu mò nhá thì chẳng à. Nhá rồng gì? Nhiều họ ý mì rồng san gì. À. Ý rồng gì thế thì cho bán. Rồng gì thì cho bán một thêm một kho. Tế thì mình kho công tế, ổ chế tế lì tàu tế nó cử tế lò chở tế tế lì. Họ cho tàu mình dì mò tế cho lòng nó thì cho chẳng thế chẳng nó rồi ý sống à. À, không bảo là bây giờ là cũng cảm thấy trong người là khỏe hơn rồi. Nên là mới đi gọi là đi làm để kiếm bữa cho gia đình ấy. Bây giờ khỏe hơn thì yên tâm rồi. Khỏe hơn mới đi làm. Bây giờ mới vào đầu vụ ngô. Còn chưa cả chồng nữa. Bây giờ gọi là còn dài lắm. Còn đến tháng 8, tháng 9 đi em ạ. Đấy, bây giờ ngô giống rồi không có thế này thì đúng là... Nhưng mà bà con ở trên này anh ạ, với một điều là thừa thì bà con trên này kể cả có cái giống ngô xong ấy, trồng xong thì phải có phân đạm nữa. Mà không có phân đạm thì coi như là không có hiệu quả ấy. Đúng rồi. Không có phân đạm bón vào thì cũng không làm gì được. Đấy, có phân chuồng như nhà em chở này thì bây giờ phân chuồng phân trước thì mỗi năm không có thì lại đi đâu xin. Ý là liền nếu cho chi xong thì nên xin phải cầu cho cô chị phải lấy à? Ý cầu cho cô chị thì liền cho sao cho cháu à? Thì trong mà có ít để mình thì làm cầu xin. À, năm nay thì có cái một ít cái phân dê với lại trộn với lại cái rau bếp ấy. Thì là lấy cái đấy mà đi trồng ngô thôi. Vâng. Bây giờ thì đói ăn rồi các bác ạ. Nói chung là bây giờ may mắn được cái ngôi nhà nó kiên cố như thế này. Đấy, thế nhưng mà nó vẫn cuộc sống vẫn khó khăn như xưa. Được cái thì các cháu nó không lo lắng về những ngày mưa ngày rét nữa. Đấy, nhưng mà cái cuộc sống thì cũng kiếm bữa nay lo bữa mai thôi, cũng không biết là đến bao giờ mới được đủ ăn quanh năm nữa. Về đây hai vợ chồng về đây anh trao cho cái món quà. Nó đi, nó thì mướt kho à. Châu đi. Hôm nay cho tôi là. Tôi tí lẩu cho tôi. Đấy, hôm nay thì anh vào đây thì có cái món quà của cô chú Hùng Tuyến ở trong Vũng Tàu có gửi tặng cho gia đình nhé, 400.000 bao gạo là với lại một túi nhu yếu phẩm nhé. Nó nghĩ tù tên là nên vua ít bất thu là tù xin giờ Hồng Tuyến nhớ phần là ưu tiên in ha chế cho mình chén ấy. Giờ tù xin giờ Vũ Hồng Tuyến nhớ phần là ưu niệm mua tôi mua tôi chén lấy tàu à no ấy. Cái thứ chỉ mua nó no cho mình giờ thấy cái thứ chỉ mua nên no ha. Chắc xanh à. Nhớ này chắc xanh là tù đi lào Hồng Tuấn ở nhớ trong đảo tàu mua về bắc châu tiếp tàu mua trong chế tàu cho bảy chín năm chỉ tổ chức đến nó sáu sinh tiếp ở trận đảo à ở trận đó chính là Hồng Tuấn đã u mà bố chú đã bảy chín năm chỉ tổ chức nhà cho bọc bảy chín nhiều cho nhiều chỉ mua chú nó mà mua chú tiếp mua trong chế ở trận đảo rồi xí à hai vợ chồng rất là cảm ơn đến cô chú Vũ Hồng Tuyến rất là nhiều nên là vợ chồng không bảo là có cái gạo này thì sẽ có cái gạo để nấu cơm cho các con là đi học rồi là rồi đi học về nữa. Còn kể là thời gian vừa qua thì các con là có những đứa nhỏ thì không ăn được mèn mén đấy thì là cũng phải đi xin gạo về mà ăn. Xin gạo về mà ăn à? Vâng. Tụi mày mê cái một thót xu nó thôi. Tụi mày mà thót xu cho. Hắn thì muốn chế, mấy phi trọng thế. Có ít từ gạo này thì cũng giúp gia đình được một cái khoảng thời gian nhất định là đấy rồi các bác ạ. Một bao gạo 20 cân này cả nhà ăn thì được có được nửa tháng không? Nè, ít bao thôi, nè phần phần nó tờ ít tổ liền. Tất cả cho tụi mẹ nó. Cho con nó đi, tụi mẹ nó ứng với nó mò thế, để cho lót cả chỉ mò đây mà nó mò thêm mình chỉ tiết tất cả tại vì đấy. Vậy cháu không bảo là cái bao gạo này thì để các con ăn ấy thì cũng được đâu đó là gần một tháng rồi. Còn hai vợ chồng thì có cái gì ăn cái đấy. Đúng rồi. Bây giờ thì có mèn mén thì mình cứ ăn mèn mén, còn cái gạo này để cho các cháu nhỏ ăn dần. Đấy, bây giờ nếu mà một đói thì đi làm nương nặng về thì ăn thì cũng nhiều người thì ăn đương nhiên nó sẽ tốn rồi. Bây giờ thì đúng là thế nên ăn cơm đi, em chờ xem là ăn cơm đi, ăn cơm xong là đi là đi làm tiếp. Chú cháu ông nó mỏ cho em mổ công. Xem nào. Xem là... Đúng rồi, phải lấy cơm cho anh chở chứ. Mình không đi làm nặng được thì có chồng đi làm về thì phải phục vụ chồng thôi. Đấy. Chỉ có bán mèn mèn thôi. Hai mẹ á? Anh chở bảo là lấy thôi, lấy ăn xong hả lấy. Ăn xong hả lấy á? Và có không cứ lấy nhiều là...
À, thế không đơm ấy ra thì đơm hết vào một bát thế này thôi á? Chế đi nữa nhớ. À, ở trên này là bà con là phải cho tổng hợp như thế anh ấy. Chứ đây vào này là canh đằng nào cũng chan à? Đúng rồi. Ờ. À. Cái rau cải này nhà mình trồng hay là đi đâu lấy? Chân này lấy mua mà. Chân này để à. Cái này là nhà tự có rồi. À, à. Nhà có. Bát ớt à? À, ớt này không thể thiếu phải không? Bà con ở đây thì không thể thiếu. Hả? À? Thế thì đồ về đói thì ăn đi, em chờ đói ăn đi. Nó rồi. Cho mình nhường ăn đi cho nhiều nó đó mà. Đấy, còn các cháu nữa, lấy ra cho các cháu ăn luôn đi. Vâng. Cháu toan đây này. Đúng đấy. Rồi. Đấy. Ôi thì nhau về. À. Xách xách cây đi, em xách xuống rồi để cho các cháu. Ôi dồi, cực cửa rồi. Đấy, có gạo, có cơm ăn là cực cửa rồi đấy. Các cháu này cứ thấy bố ấy giờ cái này, bố khéo chưa được miếng nào các con này tranh ăn hết này. Ăn đi ăn đi. Ôi trời ơi, đúng là đấy, còn nhỏ tí này cũng khác tự xúc cơ này. Thế thì đơm ra một tí thế này thì bố còn chưa được miếng nào các con tranh ăn hết đi. Đấy, về về khác tự ăn đây này. Đấy, đứa nhỏ nhỏ nhất cũng khác tự ăn này. Thế thì về em chở không ăn à? Ơ, chính nó rồi. Hả? À. Vậy bảo là phải để cho mấy bố con ăn xong đấy. Đấy, thấy chưa? Các bác, nhỏ nhỏ này cũng khắc tự xúc đây này. Ây da, rồi. Ăn xong rồi đơm nữa. Đấy, nhưng mà còn đau bụng thì ăn cái ớt này ít thôi. Ý là chính nó cho mà ngồi giám hộ à? Gọi là chấm cái thìa vào để gọi là hơi cái cay để ăn được nhanh hơn thôi. Vâng. Đấy. Vừa mới lấy bát mì mén ra bố ở trước kịp cả ngồi các con đã chạy rầm rầm vào thế này thì... Đấy, nhỏ nhỏ thế này cũng ăn ớt rồi anh này. Ừ. Thấy mấy cái đứa này cũng ăn ớt rồi. Trẻ con ăn ít ớt thôi. Vâng. Mẹ. Ngồi rồi ăn rồi thế. Ăn rồi thế. Chảy mũi rồi. Đúng là những cái cảnh của bà con ở trên này thì không biết là nói thế nào được nữa các bác ạ. À, nếu mà các cháu ở dãy xuôi thì còn bà nhỏ tí bằng cái tuổi này thì làm gì đã biết xúc ăn như thế này. Thế còn đứa con gái đâu? Đứa con gái đi học à? Tôi một cái đấy ta lo. À, đứa con gái là đi học chưa về anh ạ. Vâng. Thế thôi ăn đi nhá, mấy bố con ăn đi nhá. Nhanh lên mổ. Nó mổ nhá. Ăn cơm nhá. À giỏi quá. Vừa mới gọi là tập đi thôi nhưng mà đã tự ăn rồi. Thôi để cả nhà ăn cơm xong mình đi. Nhanh lên mổ. Xin chào nhá. Được rồi. Đúng rồi. Các cháu ở trên vùng cao này có khác. Từ lo tự lập hết rồi. Vâng. Bây giờ thường thường cái tầm này là hay ra nương cùng với lại gia đình rồi ấy. Đúng rồi. Như thế này. À thế chứ mà mấy con gà này mới mua à? Cho cái nhỏ vô rồi. Rồi giờ tí nữa mới. Nhớ vô rồi giờ tí mới rồi. À vợ chồng đi làm đổ gà đấy. Đi làm đổi gà á? Vâng. Anh giá? Đi làm đổi gà về nuôi á? Vâng. Ồ. Ba bốn con rồi. À bốn con rồi. À và đi cuốc máy mảnh nước của người ta luôn. Ồ. Vâng. Rồi cứ có gái như thế mà đi làm nhé. Bây giờ ở trên vùng cao này để mà kiếm ra đồng tiền thì nó hơi khó. Gọi là đổi công để đi làm đổi cái nọ cái kia thôi. Nhưng mà biết đi làm đổi như thế này được con gà về nuôi làm giống thế là cũng được rồi. Vâng. Còn không thì đi đâu lấy. À. Chỉ có không làm mới không có thôi. Còn nếu mà chịu khó làm thì cứ đổi cái nọ cái kia nó có khác có chứ sao. Vâng. Ở trên vùng cao này để có được cái công việc làm thì cũng hiếm lắm. À. Hầu như là ai cũng đi tìm ấy. Đúng rồi. Vâng. Quá khó khăn của bác ạ. Rồi, bây giờ anh em cũng dành thời gian đi chia sẻ những hoàn cảnh khác thôi các bác ạ. Cũng chào ông bà ở đây thôi. Xin chào.